Hello mọi người, Miu đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái chủ đề. Tất nhiên là chủ đề làm đẹp rồi, Miu đâu có chủ đề gì khác để nói đâu. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những sản phẩm mà nó đã thuộc cái chân ái list của Miu. Để có một làn da như ngày hôm nay thì Miu đã trải qua rất là nhiều giai đoạn. Phải nói là như vậy, rất là nhiều giai đoạn. Từ giai đoạn u mê không biết gì cho đến giai đoạn bắt đầu tìm tòi học hỏi khắp nơi, mỗi nơi một tí, cộng dồn lại thành cả la. Sau đó là Miu đã học hỏi nhiều hơn từ nhiều nguồn thông tin ở trên mạng, nhiều nguồn thông tin chính thống về mỹ phẩm, về làm đẹp, về spa. Tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có, tiếng Pháp cũng có. Thì sau khi tổng hợp lại rất là nhiều và ngày qua ngày mình học hỏi đó, thì Miu đã bắt đầu là nghiêm túc trong cái việc skincare của mình. Và tất nhiên bản mặt của mình sẽ là nơi mình thực tế luôn, đúng không? Nói chứ hơi bị liều trong vấn đề đó đó. Nhưng mà Miu biết tố chất của da mình nó được thừa hưởng từ gen của một con người có sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời mình, đó là mẹ mình. Da dầu, lỗ chân lông to, rất to. Chị mẹ có xem video này cho mình gửi lời cảm ơn bạn nha. Khổ tâm dễ sợ. Mình đã khắc phục nhược điểm của làn da của mình. Các bạn biết không, da nào thì cũng có một điểm và có nhược điểm. Ưu điểm của cái bạn da dầu với hỗn hợp tinh dầu này đó thì nó là luôn giúp cho bề mặt ẩm mịn của chân lông nhiều, thì nó sẽ giúp cho nhiệt độ cơ thể mình luôn luôn được cân bằng, mật độ lỗ chân lông trên cơ thể mình nhiều nha, chứ không phải là mỗi da mặt nha. Trên một con người độ lỗ chân lông nhiều thì nó sẽ dàn trải khắp cơ thể, thì đồng thời là cái mặt mình cũng nhiều lỗ chân lông đó. Phải nói cái da dầu hỗn hợp thiên dầu của Miu hiện giờ đó là Miu đã trải qua rất nhiều giai đoạn để có được cái bộ da ngày hôm nay. Nó có 3 giai đoạn nha bạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn năm đó Miu học đại học, Miu bắt đầu điệu đó, Miu bắt đầu năm nhất năm hai đó, Miu bắt đầu tìm đến mỹ phẩm. Nhưng cái hồi đó đó các bạn biết không, internet là một cái thứ gì đó rất là ghê gớm, xa xỉ, có đâu ra mà xài như bây giờ đâu, không có đâu, khó khăn lắm đó 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 đó, cái thời đó đó, cái thời ăn lông ở lỗ đó, thì đâu ra mà thông tin. Thời đó là không có tiền cho nên không có đào sâu suy nghĩ, không cũng nhưng mà cũng bắt đầu có một cái sự tò mò nhất định, bắt đầu cũng có sự gọi là chăm sóc mà biết làm đẹp đồ, biết ý thức đồ hơn trong cái việc làm đẹp đó. Giai đoạn đó nó kéo dài tầm một năm mấy, hai năm đó. Ai chỉ bôi gì đẹp cũng tát lên. Vì họ đi hay đi ra mấy cái chỗ mà cái shop kềm nghĩa rồi đó. Đó, ăn có lạng tới lạng lui miết đi để coi thử có mỹ phẩm gì. Vì nghe người ta tư vấn thích lắm. Nhưng mà có điều đó hả, chắc người ta cũng chửi nhiều lắm á. Vì coi đã rồi có mua đâu. Xong chưa? Đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn đi làm thêm. Đi làm thêm rồi thì hồi đó là mình làm lễ tân thì họ cũng bắt đầu biết điều là gì rồi, biết lâu rồi nhưng mà giấc đó mới có tiền. Có tiền không nhiều lắm nhưng mà bắt đầu là có thể tự trang trải cho mình nè, tự làm đẹp cho mình nè. Rồi họ có tiền thì ăn uống cũng khá hơn. Bản thân là mình rất là thích uống nước, nước ép rồi đó. Lạng tới lạng luôn mấy bác sinh tố, thối lắm, đó, thích lắm, thứ gì cũng uống hết, được cái vậy đó. Dạy gì biết không, mua ý thức trong cái việc mà tắt kem chống nắng ấy. Tại vì cái hồi đó đó là mình chỉ thấy là cái kem chống nắng đó là nó mới vừa mình ý thức được là cái chuyện là nó bảo vệ da mình và đồng thời nó nâng tông đó, thích lắm, không có khi nào mà rời cái chai kem chống nắng hết trơn á. Là vì nó làm cái da mặt mình cảm giác là mịn hơn nè, nó nâng tông sáng hơn nè, trắng hơn nè. Và mình chắc chắn một điều rằng là mình có bôi kem chống nắng thì tức là nó có chống nắng, đúng không?
đó, chỉ vậy thôi, suy nghĩ rất đơn giản. Nhưng rất quan trọng nha, là cái tiền đề cho sau này đó. Xong đến khi mà đi làm, thực tế là đi làm được khoảng nửa năm, một năm, hai năm thì bắt đầu internet thời đó mới bắt đầu là nó mới rầm rộ hơn. Rồi đó mới đi làm ở công ty của Apple đó, iPhone, iPod, iPad, rồi MacBook, mắc đồ đó. Đó nên là tối ngày được tiếp xúc với internet, trời ơi, tìm hiểu thông tin xiền lắm luôn. Bắt đầu là cũng tìm hiểu, là cũng biết tất cả các bước chăm sóc và dưỡng da rồi này kia, mua đầy đủ, không thiếu cái gì hết, không thiếu bước gì hết luôn, thậm chí là thừa luôn. Đó là chỉ có dưỡng ẩm thôi, dưỡng ẩm không thôi đâu có đủ đâu, mình phải có các cái hoạt chất giải quyết từng vấn đề của da, đúng không? Mà hồi đó thì không có biết, mà bây giờ mình nhìn lại những cái bước đó hồi đó của mình á, ẩm không. Thế là cho nên là nó mới lâu lâu nó mới sanh cục mụn, lâu lâu nó mới đầm ra, nó mới nặng ra một đống mụn sữa, mụn đầu đen, mụn này mụn kia mụn nọ. Da mặt thì cảm giác nó vẫn cứ bì bì á, nó không có được mọc, nó đâu có được tẩy da chết đều đặn đâu. Sau đó Miu mới bắt đầu biết skincare một cách là gọi là nghiêm túc và cụ thể quá vấn đề luôn đó. Những sản phẩm mà bước đầu và cũng là những cái bước đi đầu tiên chính xác nhất của Miu đó, một là sản phẩm AHA. AHA là một cái loại sản phẩm tẩy da chết hóa học, làm Miu rất là phù hợp. Lại AHA trên thị trường đó thì nó có rất là nhiều dạng, nhiều lắm, nói chung là nhiều loại lắm, nhưng Miu chỉ hợp với lại Lactic thôi. À, AHA từ sữa cho nên là nó sẽ rất là dịu dàng nhẹ nhàng, là lactic acid đó. Đó thì món đầu tiên chơi là lactic acid, thì Miu xài của The Ordinary và đến tận bây giờ vẫn không thay đổi cái món khác, dù tới đây sẽ thử qua Elephant, nhưng Ordinary thì do Nhung bán mà, cho nên là vô tư đi. Xong tất nhiên là mình đang nói về những sản phẩm treatment cho da đã ha. Đó, tiếp theo là khi mà Miu đã bước qua một cái bước tẩy da chất hóa học rồi đó, thì không có dùng lại bất cứ một lần nào tẩy da chất vật lý nữa, coi như là thấy nó chán đời lắm luôn á. Xong sau đó thì Miu tiếp tục tìm đến những sản phẩm toner có acid, ví dụ như là toner glycolic acid 7% của The Ordinary Miu cũng có xài, nhưng bây giờ thì hết xài rồi, bây giờ thì không xài toner đó nữa. Sau đó thì một thời gian cũng ít ít thôi, cũng không có lâu lắm, thì Miu bắt đầu tìm đến Retin A. Miu chơi tới đó luôn á, nó là một cái tip, cái tip Retin A. Và Miu thấy da mình bắt đầu cải thiện, cải thiện thực sự. Nó có vẻ nó rất là nặng đô, nó không bong chóc là vì sao? Tại vì nền da của Miu rất là dầu, nó làm khô bớt đi, cho nên là một thời gian á, là cái Miu tự nhiên cái nền da mình nó chuyển sang hỗn hợp thiên dầu thôi, tức là cái vùng này này nó cũng có dầu, nhưng cái vùng này này nó hết dầu đi, cái vùng này nó có dầu và nó những cái ngày mà lạnh lạnh mát mát á là nó không thấy ra dầu luôn, nói chung nó thành da thường luôn á, và lỗ chân lông cải thiện nhỏ hẳn. Xài hết khoảng nửa tiếp đó thôi, mới không xài nữa. Bắt đầu tìm đến một cái nhẹ hơn, Miu chuyển qua Obagi, Miu bắt đầu chuyển qua chân ái của cuộc đời mình từ đó. Nếu như mà kinh tế không ổn định đó thì Obagi hơi bị mệt đó. Theo Obagi là hơi bị mệt đó. Một cái tiếp như vậy thì bạn xài được hơn một tháng, hơn một tháng, hơn một tháng. Vì nếu mà đối với người mà bắt đầu sử dụng thôi á, không tốn lắm, vì da đang phải làm quen, tần suất nó không có cao. Nhưng mà như Miu là cái dạng như con nghiện lâu năm rồi, nó khác. Giờ là mỗi đêm luôn, và không có miss cái gì hết. Hồi bữa Miu làm clip á, là gì? Miu chưa có giải thích kỹ càng được là cái cách đó là cái cách của Miu cấp cơ đó. Mà đến bây giờ đó là Miu trần luôn. Và một cái lượng của nó là hạt đậu, T-size của nó đó, bạn đừng có tưởng là cái hạt đậu đen nha, nó cũng không phải là hạt đậu xanh nha, nó là cái hạt đậu khấu.
cái hạt chả bánh lửa mà bắt đầu ngón tay út này nè, đó xịt ra. Xong hôm nào mà cảm thấy da mặt mình bị khô đó thì sức với một ít B5 hoặc là miêu sức luôn cái đó trần, và sau đó là miêu sức sức tắp lên một loại kem dưỡng có chứa retinol luôn của Paula. Thì đó là cái cách bây giờ mình đang xài, và đó là trong cái đời miêu. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình không thể rời được cái thuốc gây nghiện đó được. Ai mà thấy miêu ở bên ngoài đó thì cũng sẽ đều cảm nhận thấy là sự thay đổi của cái con này á. Ai mà gặp lần đầu hồi đại học xong rồi lần thứ hai giờ đó là hết hồn hết vía luôn đó. Đó thì Miu chia sẻ với các bạn một số những cái sản phẩm mà thực sự nó đã đi vào danh sách chân ái list của đời Miu. Thực sự bạn bước vào treatment đó, bạn sẽ có được một cái làn da cực kỳ khởi sắc. Nhưng các bạn phải cực kỳ bảo vệ nó. Bảo vệ nó bằng cái gì? Kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, các bước chăm sóc da là phải đúng quy trình nha. Đúng. Tại vì sao? Ban tối mình xài những cái treatment đó thì ban ngày mình phải bắt đầu là mình phải cấp ẩm cho nó nè. Mình phải dùng những cái loại antioxidant khác cho nó nè. Những loại peptide, collagen uống nữa. Đó. Sau cái bước kem dưỡng đó các bạn chống nắng thật kỹ và đúng cách. Đúng cách là gì thì video sau Miu sẽ chia sẻ các bạn cách mà đúng nhất để sử dụng kem chống nắng. Đối với những cái làn da mà kể cả không treatment cũng phải thực hiện cho đúng nữa thì nó mới đẹp được. Thôi video của Miu cũng dài rồi đó, đến đây là kết thúc nha. Bây giờ Miu phải đi lên lầu. Bye bye các bạn, hẹn các bạn ở video sau.